Thế gì? Hả? Không, tốt máy nhầm thảo, tốt máy nhầm thảo. Cần bao nhiêu tiền để mua một biệt thự ở thành phố hạng 3 của Trung Quốc? Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một căn biệt thự ở thành phố Chun Y, Quý Châu, là một thành phố hạng 3 của Trung Quốc. Ở đây thu nhập của người dân không cao, giá nhà thấp hơn nhiều so với các thành phố khác. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào nha. Vị trí của căn biệt thự này rất thuận lợi, cách trung tâm thành phố chỉ 20 phút và ra sân bay chỉ mất nửa tiếng. Và đây chính là căn nhà mà chúng ta đang chờ đợi. Ngôi nhà có 5 tầng, bao gồm 3 tầng nổi và 2 tầng hầm. Diện tích xây dựng là 200m², nếu bao gồm cả sân vườn thì có diện tích là 300m². Tầng 1 có một phòng khách, bếp mở, một giếng trời và một phòng ngủ rất phù hợp cho ông bà lớn tuổi. Với thiết kế hiện đại, không gian mở giúp căn nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, không khí trong nhà luôn được làm mới. Tầng 2 được thiết kế cho bé, có phòng để đồ và phòng tắm riêng. Ở đây còn có ban công và một sân vườn siêu rộng, sáng thức dậy có thể ngắm hoa, nằm để ghế sofa tắm nắng và thưởng thức một ly cà phê để đón chào ngày mới. Tầng 3 cũng có hai phòng lớn được thiết kế cho gia chủ. Tận dụng vào ưu thế hướng đông của căn nhà, kiến trúc sư đã thiết kế tường và cửa sổ tinh tế để đón ánh nắng buổi sáng. Trên tầng 3 còn có một không gian để phục vụ cho các buổi tiệc nướng. Căn nhà này chỉ có thang bộ nhưng tùy theo nhu cầu thì gia chủ có thể lắp thêm thang máy. Căn nhà này có hai tầng hầm. Tầng hầm đầu tiên được thiết kế cho việc thư giãn. Ở đây bạn có thể nghe nhạc, đọc sách hoặc thiết kế làm phòng karaoke cũng rất phù hợp. Tầng hầm thứ hai là một phòng khách và một bãi đỗ xe có thể đỗ được 3 chiếc xe ô tô 4 chỗ. Khách đến chơi có thể đỗ xe và trực tiếp ngồi ở đây để uống trà. Khu công viên được thiết kế mang đậm phong cách thời nhà Tống ở Trung Quốc, có nhiều cây cối và một dòng suối nhỏ. Giá bán hiện tại là 1,9 triệu nhân dân tệ, tương đương với 6,5 tỷ đồng. Bạn có nghĩ giá đó rẻ không?